Dạ, mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng tiếp tục ghé lại vườn của anh Bình. Anh còn số cây mai chú thủy phôi nè quý chú, anh bán combo giá rẻ cho mình luôn ha. Hôm nay không phải clip xả nha, nhưng mà giá cũng cực kỳ dễ chơi nha chú. Tại vì còn một số cây này cho nên mình bán hết, mình lấy lô mới về. Thì combo có 2 cây, 3 cây ha, đủ các loại hết trơn luôn. Bên cạnh đó cũng có một số cây bonsai quý chú, đa dạng phong phú luôn, có sọp rồi trà phúc kiến, mai chú thủy, me, linh sam. Đó, thì con mời quý chú cùng gặp lại anh Bình ha, anh sẽ báo giá cho mình nha. Rồi, em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh thì cũng tiếp tục giao lưu với bà con những cây bonsai và những cây phôi nha. Đầu clip thì em có những cây phôi nuôi bà công giá rất là rẻ để cho bà con mình chơi nha. Thì nuôi bà công rồi hôm nay em có cây trà hút kiến lớn nha, rồi cái sọp, gừa bông, me, linh sam. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại em là 0939442212. Thì hôm nay mã đầu tiên là mã số số 123 nha bà con. Mã số ha. Mã số ha, bữa nay số ha. Đó là ở số 1, số 2, số 3. Đó là ba cây này. Em giao lưu bà con giá 500 nha. Đó, em báo giá rẻ nhất cho mình luôn ha. Em bao ship nha. Giá này giá rất là rẻ nha bà con. Đó. Cao gì là 33. Ba cây nugo công quá bà chú. Hoành như vậy là nó 24 25 rồi nha bà con. Thì hoành nó từ 22 tới 25. Đó, bể đế to nha. Cây này cũng bể đế rất là to. Này bể đế 32. Còn cây này bể đế thì nó khoảng 49. Ba cây, một rộng một nha, rộng chữ C. Những cây này mình làm thành phẩm cây giá trị cũng có nha bà con, cây đẹp nha. Đó thì ba cây này giá 500 ngàn nha, mã số 123 nha bà con. Dạ, đảm bảo chơi có lời quý cô chú ơi. Không có đường nào máy chơi ba cây như thế này, chỉ 500 thôi. Cái này là em không xé lẻ nha, lưu ý giùm em không xé lẻ nha bà con. Hồ mình cắt luôn. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, tiếp theo. Tới 456 nha bà con. 456. Đồng giá 500 cho mình luôn. Đó. Dạ. Đó, 456 nha. Dạ. Đây. Đó, một rộng một thứ một nha bà con. Đó. Đây, tông cao hơn, cây này thì cao hơn. Em đo cao một cây thôi nha bà con. Cao cây này 44 nha. Ở hoành em cũng đo một cây thôi. Cái này nó na ná với nhau mà. 21 hoành nha, thì tầm 20 đây, tới 22. Để em chỉ cho chú mình coi, nó rất là sung khỏe nha chú, nó đang phục tược lên mạnh lắm nha. Đó. Thì ba cây này cũng 500 thôi, em bao ship ha. Dạ, 500. Còn mới còn lại bán cho hết anh ha. Đúng rồi, bán hết. Lấy cái mới đẹp gì mình bán. Đó, dạ. Rồi, đổi cây. Cái này cũng đó, dễ chơi. Này 456 nha bà con. Ở tới 789 nè. Cũng đồng giá luôn. 500. Dạ. Mấy cây này để bự không nha. Thì hoành từ 20 tới 25 nha, 20 tới 25. Cây này cao khoảng 38 nha bà con. 32 à, cây này 32 à. Vậy đẹp rồi. Nha, những cây này đẹp nha, hoành là 20 mấy không nha. Hoành cây này 20, tại em đó trên tay dưới đây 22 nha. Đó, thì từ 20 tới 25 trở lại nha. Đó. 500 luôn. 500 luôn, combo này 500 luôn. Một cây một là đủ tiền, như cây này nè, rộng C gõ nét mà. Giá thì báo sát, em không có giảm nha bà con. Cây này 500, em bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn. Không rồi, thể nào đổi cây. Rồi. Rồi, đây tới những cây lùng nha. Đây. Số mấy đây? Tới mã số 10, 11, 12 nha. Dạ. 10, 11, 12. Lưu ý giùm em nha, ba cây lùng tiệt luôn nha. Cao này chỉ có 14 thôi. Đó. Hoành cây này thì nó khoảng 19 nha. Đó, hoành cây này thì nó 23. 10, 11, 12. Đúng rồi, đây 24. 500 bao ship toàn quốc, lùng già lực nha. Đó, lùng lực già nha. Cây này không đủ tiền rồi nha, con 500 ngàn cây này không được rồi nha. Dạ. Đó. Rồi, đợi cây. Rồi, 10, 11, 12, con xin nhắc lại ha. 13, 14, 15. 13, 14, 15, 500 luôn. Quá trời cây này nu. Quá trời cây này. Nu già của chú ơi. Chiều cao cây này là 32. Hoành vị trí này 22. Đó, thì cây này hoành khoảng 20. Cây này hoành cũng khoảng 23, 24 nha bà con. Nu quá nu luôn nha. Chơi cây này không mà được nè anh Bình. Đúng rồi. Cây này mình chơi ta cắt bỏ cái nhánh này thôi, tới đây được rồi. Rất đẹp nha bà con. Ba cây này đẹp nha, 500 ngàn nha. 500 thôi ha. 13, 14, 15. Dạ. Rồi. Đẹp luôn nha. Đổi anh ơi. Rồi. Nù quá nù. 16, 17, 18. 16, 17, 18. Ba cây này luôn. Lên mà chạy luôn. Nói chung là anh còn cây gì anh giao lưu cho hết luôn chú. Đây. Chưa tới thứ 7 mà giá quá mềm rồi nha bà con. Đây dạ. Chiều cao cây này. Đó là 15. Quanh cây này là 26, cây này cây trực lắc ha, đẹp nha. Còn cây này 17, 18.
Đúng rồi, 19 nha. Hoành đây là 25, 16, 17, 18. Cây này nguyên một bể đế rất là to ha. Cốt chi đồ có sẵn nha. Đó, ba cây này cũng 500 luôn. Em bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Đó, yeah. Đó lên một cặp đổi nha. Luôn giúp em ha. Đó, cái này 17, 18 rồi nha. 19 đây. 19, 20 đi. 19, 20. Ừ. 19, 20. Hai cây cũng lùng lực nữa. Vui, hai cây lùng lực đẹp luôn. Wow. Hai cây này em giao lưu bà con giá là 900 nha. Cái cây này là của chúng bệ dữ. Cao cây này là 22, hoành là 32, sát đây là 36 nha. Đế thì khỏi lo luôn, đế đều hết trơn luôn. 70 dòng đế này nha. Này dốc bút mà. Cái này thì gọng C. Đây. Nu. Cao này là 27, hoành tổng này là 48. Nu bệt. Đây vị trí này đây là nó 29 nha. Dạ. Đó, cặp này 900 ngàn, 19-20 nha bà con. 900 thôi anh ha. 900, em bao ship. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Rồi, 20-21. Đây, một cây này thì một cây... sắp đế. Sắp đế. Đế to hết nha. Một cây này chứ. Thì nó lùng nó đẹp nha. Trực lùng sắp đế này, còn cây này một bệt quá xa. Cặp này 800 nha bà con, em bao ship nha. Cây này 800 thôi anh hả? Cao gì? 24. Quá trời, cây cũ này quý chú ơi. Dữ thanh lý mà. 44 nha bà con. Tổng hoành đế này nó 70 rồi. Cái cục này hết biết cái cục này luôn nè quý chú ơi. 800 ngàn em bao ship cho mình luôn nha. Còn cái này thì sắp đế đều gan luôn ha. Đế cộng to không nha quý chú. To này lực. Cao này thì 10. Đây hoành gì là 20. Hoành tổng gì đó là nó 58. Thì cái này là cặp này giá 800 em bao ship nha. 21, 22 lưu quý giùm em là em không có giảm giá nha. Giá này là không còn giảm được nữa nha. Dạ. Rồi đỡ cây. Dạ. 23, 24. Đây, 21, 2 một cặp này rất là giống nhau luôn. Quá nu. À, cặp này giá là 1 triệu nha bà con. Em bao quá ship nha. Cặp này nó nu nè. 900 thôi, cái này hay bé hơn tí. Chiều cao. 900. Chiều cao cây này nó 40. Cây này cao khoảng 40 nha bà con. Đây hoành là 30 nha. Dạ. À, đế thì đế dòng này hết là 66. Cây này to nè. Đây, quá đẹp nè. Đây, hoành này nó khoảng 32. Cũ này nó 38, 900 ngàn một cặp. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Đó, mã số 22, 23 nha. Dạ rồi. 23, 24, 23, 24 nha. 24. Rồi, 25, 26. 900 luôn nha. Đây. Đẹp nha bà con. Những cây này rất là đẹp nha. Đa phần những cây đẹp nhiều nha. Đó. 25, 26. Cao gì? Đó là 28. Hoành đây là 35. Hoành cũ này là 38 nha. Cao này là 36. Hoành đây là 32. Vị trí này là 49 nha. Đế đây là 70. Đế thì không còn chỗ nào chứ ha. Cây này cũng đẹp. 900. Bên đây 900 em bao phí ship toàn quốc nha. Cái ngọn nó dốc có chút xíu nữa ha. Đó, 25, 26 nha bà con. 25, 26. Dạ, rồi. Rồi, tiếp theo 27, 28. Đây. 27, 28. Cặp này em giao lưu bà con giá là 1 triệu nha. 27, 28. À, 27, 28, 1 dạ. triệu nha. Cao gì là 30. Hoành cây này nó là 30, 21. À, củ đế đây là 44. Còn cây này nó to này. Cao này là 38. Cây này to lực nha bà con. À, 36 là hoành. Tổng hoành đế đây nó là 56 nha. Cái này to. Cái này giao lưu với bà con, cặp này thì giá chỉ có 1 triệu thôi nha, em bao ship nha. Bao ship toàn quốc nha. Dạ, rồi. Đó. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp theo là một cây nu gò công luôn. Hết thôi anh ha. Tới. Hết thôi. Tới bonsai. Tới bonsai nha, còn 29 nha. Đây lên cây quá cây luôn ha. 29. À, cây này thì giao lưu bà con giá 2 triệu rưỡi, em bao ship bó bầu cho đi nha. Yeah, giá chỉ có 2 triệu rưỡi, quá mềm nha bà con. Cốt cành nuôi rất là to rồi, mịn tàn nè. Chiều cao cây này, chiều cao cây này đó là 82. Tán ngang này là 80. Mà cắt không còn của chú ơi. Đó, cốt cành như nè. Hoành vị trí này 34 nha bà con. Ở tổng hoành đế dưới đây 52, 2 triệu 500 ngàn. Nu đây, nu nút đây mà chứ ha. À, bỏ bầu cho đi nha. Giá chỉ 2 triệu rưỡi thôi nha. Em bao ship nha. Ở 2 triệu rưỡi. Đổi cây, mã số 29 nha bà con. Mã số 30, một cây phơm tán đa thiên nhiên. Cây này thì chỉ cần tược nó lên dày dặn gì là bắt đầu mình tỉa lên. Mình là mình chơi thôi.
Đế thì đều đẹp, đế to nha, cao gì là 35, tán ngang này ở 45. Dạ. Hoành vị trí này ở đây là 25 nha bà con. À, cái hoành cũ đặt nó đây là 36. Đây. Cốt cành nó rất là to, mặt cắt thì nó bít rồi. Đó. À. À, những mặt cắt này bít rồi nha. Cái này em giao lưu bà con giá 1 triệu 2 em bao ship toàn quốc nha. 1 triệu 200 ngàn em bao ship toàn quốc, bó bầu cho đi nha. Mã số 30 nha bà con. Đây. Dạ, rồi. Mã số 31. Mốt là một cây trà Phúc Kiến. À, cây trà Phúc Kiến này to, rất là to luôn. Phơm dạ. Tàn mịn tán hết rồi nha. Chiều cao của cây là 76, tán ngang này là 90, là 96 luôn rồi. 96. To dữ vậy, dài dữ vậy. Tán ngang 89 nha bà con ơi. Dạ. À, hoành ở đây ha, ở đây là 55. Tổng hoành cũ ở đây nha. Em tới cái hoành cũ dưới đây đi. Hoành cũ này 66 nha. Cái bệ này to lắm của chú ha, 66 luôn. Một thân này đây là 27 nha bà con. Ở cây trà này em giao lưu con giá chỉ là 2 triệu 8 em bao ship bó bầu cho đi, em không ship chậu nha. Chậu này rất là dễ bể nha, nó rất là mỏng nha. Thì cái này trồng cát không nha bà con, rất là nặng nha. Ở 2 triệu 8 em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Thấy tam đa chú, ba thân. Rất đẹp nha. Rồi, đổi cây. 2 triệu 8 thôi. Một cây trà Phúc Kiến rất già. Dạ, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, mã số 32. 32 là một cây nu gò cong luôn. Cây này thì lưu ý em bó bầu cho đi, em không ship chậu này nha. À, cái chậu demo nha bà con. À, nứt thì băng keo nó quấn đầy hết trơn rồi nha. Em sợ nó vỡ ra. Cây này có lên lần rồi nha. Cao như gì? À, là 66. Tổng cái chiều dài tán này à, là 79 nha. Hoành vị trí này là 34 nha. Tổng hoành đế này là 82. Cây này thì có hai cái mặt cắt này ha. Đây. À, nó mặt cắt này ha. Cái này thì mình nuôi thời gian nó cũng vẫn kéo nổi nha bà con. À, mình xuống đầy đủ dinh dưỡng thì nó kéo rất là dễ nha. Dòng chiếu thủy rất dễ kéo mặt cắt. Cái này cũng bo hết rồi. Cây này cốt cành thì khỏi chê luôn, xương rất là to luôn nha. Nó dày dặn mịn hết trơn rồi. Gai dây phần dưới hết rồi, cái phần ngọn còn chút nữa nha. Ở thì cây này em giao lưu bà con có giá là 2 triệu 8 em bao ship bó bầu cho đi nha. 2 triệu 8 nha. Mã số 8 thôi, 32. Rồi đổi cây. Yeah. Mã số 33. Đây là một cây dừa bông nha. Si Đài Loan. Cây này dáng rất là nghệ thuật nha. Rất là đẹp luôn. À, chiều cao cây. Chiều cao cây này đó là 80. À, chiều cao là 70. À, tán dài này. Tán dài này là 72 nha bà con. Cây này cốt cành rất là đẹp già ha. À, cực kỳ già liền lạc luôn nha. À, cây này thì hoành ở đây nó là 21 nha. Hoành 21. Yeah. Cái này cũng có củ của đế nha. Đây, cái ống dây này em niền xuống cái chậu nha. Cây này nó chỉ còn dính một ít đất thôi nha. Rất là ít thôi nhưng em bao sống khỏe cho mình. Ở ngay dính ít đất mà em bỏ ngoài lăn lóc nó vẫn xanh tốt bình thường. Em mới vừa xuống lá nha. Cốt này, cành nó thành phẩm rồi. Này buông dây hết nha bà con. Cái này em giao lưu bà con giá chỉ 1 triệu 200 ngàn thôi. Em bó bầu cho đi nha. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Dáng đẹp à. Đó quý chú. Cái dáng hai, lạ hai, đẹp. Hai thân đẹp đó. Ở 1 triệu 2 em bao ship toàn quốc nha. Rồi, đổi cây. 1 triệu 2. Rồi. Đổi luôn. Rồi, tiếp theo là một cây kim quýt nha bà con. Đây, cây kim quýt này phơm tàn tròn đều nha. À, cây này em giao lưu bà con hôm nay giá là 1 triệu 2 luôn. Em bao ship toàn quốc nha. À, cây rất là già, bao già cho bà con mình luôn nha. Cây này mấy chục năm trời rồi, được mấy được gì nha. Cao như gì? Đó là 76. Tán ngang này là 77 nha. Hoành vị trí này ở đây là 13. À, cái cũ ở dưới đây là 18 nha. À, đế này ở đây là 44. Thì cây này giao lưu với bà con có giá là 1 triệu 2 bao ship toàn quốc bó bầu cho đi nha. Lưu ý giùm em, những cây chậu xi măng bó bầu cho đi hết nha. Rồi, đổi cây. Dạ. Mã 35. 35 là một cây sọp nha. À, đẹp cực kỳ nha bà con. Này, cái đường thân, đường đế nó quá đẹp luôn ha. Cốt cành cắt giật mà nuôi nó to, rất là to luôn. Liền lạc, cây này không có bị mục thẹo gì hết nha. Không có bị mục bọng gì hết nha. Cao là 47, em bán phong nha. Ngang gì đi là 48 nha. Dạ, rồi. Đó, cốt cành nuôi cắt giật đây. Đó, ở đây thì mình còn thiếu cái cốt đây thôi. Đó, bà con mình nuôi thêm nha. Hoành em lấy vị trí này thôi. Hoành đây là 40. Đây, cái bệt đế này giữ dàn lực luôn ha. 76 nha. Đó, thì cây này em giao lưu bà con có giá là 1 triệu 4. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 1 triệu 400 ngàn. Giờ mình bẻ sữa tùy thích luôn. Rồi, đổi cây. Dạ. Rồi, tiếp theo.
Đây là một cây me chua nha. Cây này cực kỳ già luôn, cây này em giao lúa bà con giá 800 thôi. Chiều cao 40, chiều dài tán này 65. Hoành này là 23 gần 24 nha bà con. Cốt bà con mình xem, quá to luôn nha. Cây này thì cốt cành rất là to. Form thì mịn rồi. Giá chỉ 800 ngàn em bao ship bó bầu cho đi nha. Bó bầu cho đi nha bà con. Mã số 36 nha. Này quá nhiều cây luôn á. 36. Dạ. Rồi cốt cành rồi. Già quá luôn. Đổi cây. Già lắm già. Có tiếp theo mã số 37. 37 là nguyên một cái phôi, một cục phôi chà bá nha bà con. Này lên sao rồi ha. Cao gì? Là 30. Tổng cái hoành đây là 42 nha. Đế thì điều đây hết trơn rồi. Đế này là 89 rồi. Cây này thì em giao lúa bà con có giá là 500 ngàn em bao ship toàn quốc cho mình luôn. 500 thôi anh ạ. Cục này 500 thôi, em bó bầu cho đi nha. Cái cục này dính vô đây một chút nha bà con. Bầu đất nha. Rồi đỡ cây, mã số 37 nha. Rồi tiếp theo mã 38. Cây linh sam là hết rồi phải không? Cây linh sam này cú liếp phơm tán đa thiên nhiên, đẹp cực kỳ luôn. Giá hôm nay giao lưu với bà con 1.800.000 em bao chậu cho mình luôn. 1.800.000 bao chậu luôn chú ha. Cao là 42, tán cây dài gì là 72. Quá đẹp luôn nha bà con, cây này nó xề ra như một bó hoa vậy. Đây 39 là hoành nha. Chắc nó dính vô chút xíu rồi. Hoành tổng 39 nha. Một gốc thôi nha quý cô chú, một gốc nó xề ra vậy nè. Đây. Rất là đẹp luôn. Cái này luôn chậu này giá chỉ 1.800.000 em bao ship cho bà con mình toàn quốc nha. 1.800.000 thôi. Mịn tàn đẹp cây nha, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Mã số 38 nha, cây này cũng cuối clip nha bà con. Dạ, 1.800.000 thôi chú, cây này quá rẻ. Thì cuối clip Thanh Bình xin chào và chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới, em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, con cũng cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.